là một trong những dòng laptop của MSI dành cho văn phòng với tiêu chí gọn nhẹ, thanh lịch, hiệu năng mạnh mẽ, thì MSI Prestige 14 sẽ là mẫu laptop Ultrabook cao cấp với mức giá hiện tại là hơn 32 triệu đồng. Và với phiên bản mới nhất của năm nay đã được MSI nâng cấp những gì thì cùng mình vào video nhé. Với cân nặng là 1,29 kg, độ dày vào khoảng 1,59 cm thì các bạn hoàn toàn có thể dễ dàng cầm MSI Prestige bằng một tay để có thể làm việc. Trọng lượng nhẹ như này thì cũng cực kỳ phù hợp để cho vào túi mang đi di chuyển, đi công tác. Thiết kế sang trọng với tông màu chủ đạo là đen xám. Toàn bộ máy thì được làm bằng nhôm nguyên khối. Bề mặt trước của máy thì được phủ một lớp sơn nhám trên bề mặt. Điều này thì không chỉ làm cho máy trở nên đẹp hơn mà còn giúp tăng sự bền bỉ của máy nhờ chất liệu của sản phẩm. Ở chính giữa thì sẽ là logo của MSI được in chìm với các đường cắt. Mới đầu khi nhìn vào thì có thể các bạn sẽ cảm thấy là nó sẽ hơi đơn giản một chút. Thế nhưng mà nếu để ý kỹ hơn thì MSI đã thiết kế một đường viền cắt kim cương màu xanh bao quanh cả phần mặt trước. Thì khi có ánh sáng chiếu vào, nhất là khi các bạn ngồi làm việc, phần viền xanh này thì sẽ làm nổi bật chiếc laptop của các bạn lên, làm cho màu đen không hề trở nên đơn điệu một chút nào cả. Nói chung thì về tổng thể máy chắc chắn, phù hợp để làm việc mọi lúc mọi nơi với tính đa nhiệm cao. Và với MSI Prestige 14 thì cả phần cứng lẫn phần mềm ở phiên bản này đều được nâng cấp để phục vụ nhu cầu sáng tạo của người dùng. Ở đây thì được trang bị là Intel Core i7-1185G7, RAM 8GB và có thể nâng cấp tối đa lên 32GB, 512GB SSD kết hợp với cả GTX 1650 Mark-Q. Thì một con chip mới nhất của Intel thế hệ thứ 11 thuộc dòng chip tiết kiệm điện của Intel, thế nhưng mà hiệu năng của Prestige 14 thì lại cực kỳ được lòng người dùng. Khả năng lưu trữ lớn này kết hợp cả các đồ họa rời thì nếu như mà chỉ làm các tác vụ văn phòng thì cấu hình này hoàn toàn thừa để có thể phục vụ. Mà nếu như công việc của các bạn yêu cầu khả năng xử lý đồ họa hay thỉnh thoảng muốn chơi một vài tựa game thì MSI Prestige 14 cũng có thể đủ sức mạnh để có thể làm được. Chỉnh sửa ảnh 2D, 3D, sử dụng Premiere AI hay là thậm chí render video thì vẫn hoàn toàn xử lý ok. Hệ thống tản nhiệt được MSI thiết kế ở phần mặt đáy với thiết kế cách điệu. Vì ở mặt đáy thế nên là bản lề của MSI thiết kế là bản lề dạng nâng, thiết kế chắc chắn nhưng bản lề này các bạn hoàn toàn có thể mở được bằng một tay và có thể mở được một góc là 180 độ, giúp nâng máy lên này, vừa cho khả năng tản nhiệt tốt hơn, vừa giúp các bạn có một góc đánh máy và làm việc thoải mái hơn. Khi mở máy ra thì một điểm cộng cho MSI Prestige 14 chính là tốc độ phản hồi cực nhanh, chưa đến 1 giây để có thể mở máy ra. MSI Prestige 14 đọc tên thôi thì cũng biết đây là laptop 14 inch kích thước vô cùng nhỏ gọn. Phần màn hình này thì sẽ là độ phân giải Full HD, tấm nền IPS, ba cạnh viền mỏng này, webcam vẫn được trang bị ở cạnh trên của máy, tích hợp AR camera và cả Windows Hello thì sẽ giúp mở khóa bằng gương mặt. Màn hình thì sẽ chiếm tỷ lệ là 80% so với thân máy, cho nên sẽ cho các bạn một góc nhìn rộng này. Chất lượng màu sắc trên màn hình này tốt để các bạn có thể làm các công việc liên quan đến đồ họa với 100% sRGB, 80% Adobe RGB, 77% DCI-B3 và độ sáng lên tới là 350 nits. Phần bàn phím thì được trang bị LED nền, layout phím hợp lý, hành trình phím sâu, bề mặt phím thì được phủ một lớp sơn nhám thế nên là khi chạm vào sẽ cho cảm giác rất là mịn này, gõ phím như đang lướt trên bàn phím vậy. Phần touchpad thì kích thước cực kỳ lớn, tích hợp cảm biến vân tay một chạm vô cùng nhạy. Xung quanh touchpad thì còn được bao quanh bởi viền cắt kim cương, cảm ứng đa điểm, khả năng vuốt chạm thì vô cùng tốt. Cổng kết nối có dây thì chúng ta sẽ có một cổng USB Type A, hai cổng USB Type C, một jack audio combo, một khe thẻ SD và một cổng nguồn. Còn không dây thì đương nhiên vẫn sẽ là Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.1. Viên pin 3 cell 52Wh sẽ cho các bạn thời gian làm việc thực tế sẽ rơi vào khoảng là 7 đến 8 tiếng, vừa đủ cho một ngày làm việc. Ngoài ra thì còn có tính năng sạc nhanh để không làm gián đoạn công việc của các bạn. Tổng kết lại thì chiếc máy tính này mình nghĩ sẽ phù hợp với doanh nhân hoặc những ai đang có nhu cầu làm về đồ họa, sáng tạo nội dung, cần một chiếc máy mỏng nhẹ, hiệu năng tốt. Thì đường link cũng như là các chương trình khuyến mại mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.